Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trên đường Bến Vân Đồn. Trước mặt anh chị là cầu Dừa. Mình đi thẳng tới nữa là cầu Nguyễn Văn Cừ, và chạy ngược lại là cầu Khánh Hội anh chị. Đang ở quận 4. Chiều nay em mời quý cô chú anh chị cùng em mình đi dạo, đi cập nhật lại cái đoạn đường Nguyễn Văn Cừ anh chị. Cảnh trời chiều cô bác mình đi làm đó, buôn bán. Và đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, an lành. Bên kia xong là đường Võ Văn Kiệt đó anh chị. Ở đây chiều người ta câu cá quá trời luôn kìa. Nó bị chói nắng quá. 1, 2, 3, 5 cân. Hồi trước thì chỗ này thì nó sụp sệ, chứ giờ được nâng cấp bờ kè hết người, nhìn cái đường nó sáng lên, nó sạch sẽ lại. Bên trái thì những cái tòa nhà chung cư cũng được xây dựng rất là nhiều, hàng quán, nhưng mà gần đây những cái quán nhậu thì hơi chê. Đường ngã ba vừa qua đó là đường Nguyễn Phái hả anh chị. Mình chạy thẳng xuống dưới luôn rồi gặp đường Tôn Thất Thuyết. Có nhiều cái chung cư, những cái chiếc xe du lịch người ta đậu ở trước rất là nhiều. Bây giờ thì cũng 4:30, 4:30. Bờ sông ngoài này nước cao á, nhiều anh chị người ta câu cá. Bên kia là đường Võ Văn Kiệt, cặp bờ sông. Bây giờ thì có thể là nó bị chá nắng á anh chị, nhưng mà nó cũng mát trời rồi, giờ đi dạo là lý tưởng luôn á. Nhiều cái chung cư ngày trước ở chỗ đó là quán bar, quán nhậu, quán bar đó anh chị, nhưng mà giờ bị đập bỏ luôn á. Nhà sống, nhà sến gì xinh xinh ở đó giờ tơi bời. Mình lên cầu Nguyễn Văn Cừ, mình rẽ phải thì mình đi đường Nguyễn Văn Cừ qua khu vực quận 5 á anh chị. Ở đây em rẽ trái, mình ôm cái vòng xoay lên cầu Nguyễn Văn Cừ, xong rồi hướng về Trung Sơn. Giờ đường xá giao thông anh chị thấy hiện đại ha, người ta xây cơ sở hạ tầng đi nó thuận tiện hết. Đôi khi có một số nơi thì còn nước ngập thôi, đường xá nó chưa có nâng lên kịp. Nhìn thấy cái khung cảnh nó sang trọng như nước ngoài luôn, nó đi dưới này cũng là cầu mé trên đó nha. Xung quanh cái lan can cầu này cũng được bao lại đó. Phía xa xa bên kia là cầu chữ Y. Nhìn ở đây thì nó gần như thế gì, chứ còn mình chạy đi thì nó hơi xa. Tại vì đường vòng mà. Đây mình nhìn cái đường chim bay. Buổi tối thì cô bác mình vô gia cư ngồi lên cầu nhiều. Bán bàn ghế vậy kìa. Giờ này cũng có cô ngồi trên cầu. Thì cũng như ngày thường,
cứ mỗi một buổi chiều hoặc buổi sáng gì đó, đường Nguyễn Văn Cừ có cái nét đặc trưng đó anh chị, đó là cái sự kẹt xe. Ở đây thì đường Nguyễn Văn Cừ, bên kia thì đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kinh Tẻ. Lên bên kia thì cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành. Những cái con đường mà liên quận như vậy thì thường hay có cái tình trạng là kẹt xe, đông xe. Tùy theo cái thời điểm, đặc biệt là những cái lúc mà giờ cao điểm, cô bác anh chị mình đi làm hoặc là đi làm về. Hàng quán ở đây thì buôn bán tấp nập luôn á, nhưng mà đa phần là người ta bán những cái vỉa hè, đồ ăn nhanh nữa anh chị, chứ không có kinh doanh những cái mặt hàng sang trọng hơn. Ở đây thì có nhưng ít, chứ không phải là không hoàn toàn. Ở đây thuộc là phường 2 của quận 8 rồi, đường Dương Bá Trạc. Em nhầm cái đường Nguyễn Văn Cừ, hồi nãy là cầu Nguyễn Văn Cừ, xuống đây là Dương Bá Trạc, đi về Trung Sơn. Mấy bạn học sinh giờ đi học về nè. Chiếc xe buýt, chó chiều cũng được đi chơi nè. Ngồi lên chiếc xe á. Ôi con mắt sao vậy? Con mắt sao đồ ngầu à? Như là lão hay sao rồi. Xe Honda ra làng du lịch, du lịch vô làng xe Honda, chiếc trong đậu chiếc ngoài lẫn vô. Ở đây thì có cái văn phòng công chứng và cái tiệm vàng bạc đá quý kế bên, Kim Tài Phúc, quá lớn luôn rồi. Nhiều cái mặt hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống. Chiều Dương Bá Trạc rộn ràng, nhiều khi mình đi những cái con đường như vậy nó quen anh chị, nhiều quê hay gì cái cảm thấy nó buồn, nhớ những cái sự kẹt xe. Cái này khi mà gấp gấp có việc gì đó, người đi dễ quạo lắm, kiểu mình đi không được đó, nhiều khi chen chen rồi bị cúp đầu, người mình nó dễ sanh ra quạo. Chứ còn bình thường là thôi thông thả mà đi, khi nào tới tới, cái người mình có nóng nảy lên nữa cũng không có tới sớm được. Đó, mấy bạn học sinh, mấy bạn nhỏ giờ tan học đợi ba mẹ rước về kìa. Trường tiểu học Chân Gà Sở Thái, quá trời đồ ăn luôn.
có nhiều người người ta đăng ký thì thấy nhiều người người ta đăng ký chiếc xe mà Airbus xanh gì đó, xe điện hai bánh màu xanh xanh đó, đó ta đăng ký gì ta không chạy mà ta để ta đi luôn không gia đình luôn, chở vợ con đi chơi đoạn này kia bỏ ra mấy triệu đặt cọc xong rồi mình đi, thay vì mua chiếc xe mấy chục triệu. Thì trong quá trình đi thì dĩ nhiên nó có sự hư hao hao mòn, cái đó mình sửa thôi, nó nhẹ vốn ban đầu á, rảnh rảnh đem xe ra chạy thì cũng tiện nhé. Hồi nãy thì xuống chân cầu Nguyễn Văn Cừ thì đường Dương Bá Trạc nó kẹt, chứ còn bây giờ là cầu Kênh Sáng nè, ở Trung Sơn qua cầu Kênh Sáng thì mé đường bên kia nó lại kẹt, nó lại đông xe. Ở đây là buôn bán cũng tấp nập luôn anh chị. Rộn ràng nè, chiều rần rần trên cầu Kênh Sáng luôn nè, chen nhau đi tranh thủ về cơm nước, nhiều khi có hẹn nước lên nhìn cái cảnh dưới cái dòng kênh này cũng đẹp lắm, nhưng mà em không chia sẻ được. Cái cầu này cũng có sư tử nằm đây ha, sư tử mẹ, sư tử con, được xích vòng vòng bao lại không cho ra ngoài. Đây là một xe Trung Sơn, mình rẽ trái thì mình đi về cầu Hiêm Lam, khu vực khu dân cư Hiêm Lam, đường Nguyễn Thị Thập, khu quận 7 anh chị. Còn ở đây thì đường số 9A, đường số 9 đường ngoài nè. Mình đi đường này thì ra đường Nguyễn Văn Linh. Đi con đường lớn anh chị. Khách sạn để em quanh đầu lại, em vô những cái con đường nhỏ bên kia, anh chị sẽ tận mắt nhìn được những cái khách sạn người ta xây dựng nó liền kề với nhau, không biết là người đâu mà thuê dữ luôn, nhiều lắm. Quá trời luôn, ở đây cũng quán nhậu, bây giờ được bày ra rồi như cái đường số 7 này nè, để em lũi vô đây cho anh chị coi. Dịch vụ cà phê tới đây là khách sạn quá trời luôn, 1 giờ 50 ngàn, 2 giờ 70 ngàn, qua đêm 150. Phía trước nữa kìa, hết thần rồi. Cái khu này nhiều lắm, đây chỉ là một trong những cái con đường nhỏ của Trung Sơn thôi. Đó, ngày xưa còn có cái dịch vụ là tìm bạn quanh đây trên Zalo đó anh chị, mình cứ quét lên tìm bạn là nó sẽ ra đầy lắm, bạn anh A, bạn anh B gì đó, bát hả, em sinh viên cần tiền rồi gì vậy đó. Trước mặt anh chị thấy ông Long Hà 60 ngàn 80 ngàn, quá trời luôn. Cạnh tranh nhau, đây người ta cạnh tranh nhau, cùng có dân sinh sống nữa, cũng có nhà dân nữa, liền kề với nhau, lòn lòn những cái con đường này. Đó, muốn nghỉ mát thì vô đây, đây thẳng ra thì cái bờ kè Trung Sơn thì có cái hàng dương,
buổi chiều nhìn nó cũng tựa tựa như ở Cần Giờ vậy. Dạ rồi, video cập nhật về cái đường Dương Bá Trạc, một đoạn ngắn của Trung Sơn đến đây là cũng xin kết thúc ha anh chị. Dạ, một lần nữa cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh. Em hẹn anh chị mình vào cái video tiếp theo. Dạ.